Chuyện yêu đương ở trung tâm dạy kèm. Ê, nè Xuân Quân, quay đây ngồi đi. Ngồi đi mau lên. Ngồi đi. Sao sớm quá vậy? Tôi nên hỏi anh câu này thì mới đúng đó nha. Bây giờ mới 8 giờ đúng. Đám người vô chủng các anh xuất hiện ở căng tin sớm như vậy làm gì? Là do chúng tôi quen với việc ngủ sớm dậy sớm rồi có đúng không? Những chuyện tiến bộ như việc dậy sớm này sẽ xảy ra trên người các anh hay sao? Không sai. Thật ra gần đây khoa anh có một cô du học sinh người nước Nga tên là Nina. Mỗi buổi sáng khoảng 8 giờ cô thường hay tới khu này để mua đồ ăn sáng. Ờ, thì ra là mê gái. Chúng tôi tuyệt đối không có mê gái. Chỉ là nghe nói cô gái xinh đẹp này là một vật hiếm hoi trăm năm mới được nhìn thấy. Cho nên chúng tôi chỉ là tới canh me thôi. Làm ơn anh nhất định đừng có nói cho Bonnie biết đó nha. Nina tới rồi. Sao hả? Có phải rất hiếu kỳ tại sao chúng ta phải mở nhạc Nga T-shirt hay không hả? Ý kiến hay này là do mấy người tụi em cùng nhau nghĩ ra đó. Nên chúng tôi cố tình chọn một bài hát nhạc Nga gợi nhớ tới quê hương của cổ đó. Trước hết, nhạc Nga T-shirt vốn không phải là tên của bài hát này. Tên bài hát này là Korobeinichi, là một bài hát dân gian của nước Nga đó. Korobeinichi. Mọi người hãy thôi đi. Nhưng mà mọi người cũng không quá ngốc. Bài này quả thực là một bài hát tỏ tình. Thật sao? Nếu như Nina nghe được, có khi nào nghĩ rằng tôi đang ở đây tỏ tình với cổ không? Ôi trời, không phải là anh đang nói thiệt đó chứ. Lựa chọn người yêu không nên chú trọng vẻ bề ngoài đâu. Tôi biết. Anh còn chú trọng tới tình trạng cơ thể gì đó và mấy cái thứ trình độ IQ bối cảnh gia đình gì đó đúng không? Đương nhiên. Nửa còn lại là mấu chốt thắng thua cả đời của một con người mà. Hơn nữa, cổ là du học sinh mà. Qua mấy tháng nữa là không biết cổ đang ở đâu luôn. Các người vốn dĩ không có tương lai đâu. Vậy cũng đúng, xém chút nữa em quên mất điểm này luôn. Bỏ đi. Loại gái đẹp như Nina đây, trước giờ thì chỉ có thể đứng xa nhìn thôi. Ê, bạn của anh kìa. Cái gì? Nhiệt tình như lửa, quả như là dân tộc chiến đấu mà nha. Có nhiệt tình cỡ nào cũng không nên hôn môi một người lạ chứ. Em đã mua bữa ăn sáng cho anh rồi. Cảm ơn. Trùng hợp quá vậy. Các anh nhìn thấy cảnh lúc nãy rồi hay sao hả? Anh và Nina có mối quan hệ gì? Tại sao lại? Tại sao gì chứ, cô là bạn gái của tôi mà. Hả? Chúng tôi đã hẹn hò với nhau 3 ngày rồi. Chúng gì cũng nghĩ tới lúc phải công khai. Vậy anh nói, để dùng cách gì để theo đuổi được cổ? Không thể nào nói là theo đuổi. Nhưng mà 3 ngày trước tôi gặp cổ trong phòng thư viện. Tôi thấy cổ rất là xinh đẹp, cho nên tới chào hỏi thôi. Tiếp theo sau đó tôi liền hỏi cổ có thể làm bạn gái của tôi hay không. Cổ đồng ý ngay luôn đó. Đơn giản vậy sao? Nina nói bao nhiêu năm nay đều không có một đứa con trai nào dám theo đuổi. Cô thấy tôi can đảm như vậy nên cổ đồng ý với tôi liền. Cổ sẽ nhanh chóng quay về nước Nga. Hai người sẽ không có tương lai đâu. Sao còn lãng phí thời gian nữa chứ? Sao nói chuyện lạc hậu dữ vậy? Chúng ta vẫn còn trẻ mà, yêu đương cần gì nghĩ tới tương lai? Giống như tiểu thuyết Thất Bả Xoa vậy. Tuổi trẻ thì là bất chấp. Chúng ta nên nhân cơ hội, vẫn chưa có sự ràng buộc thế tục ở thời thanh xuân, hay yêu hết lòng mình. Lại là một người học thuộc lòng tiểu thuyết của má tôi. Nhưng mà điểm này thì tôi đồng ý với quan điểm của má. Chúng ta nên sống trọn từng khoảnh khắc, cho dù biết rõ không có tương lai, bây giờ vui vẻ là được rồi. Giống như tối qua vậy đó, Nina rất chủ động tới ký túc xá của tôi kiếm tôi đó. Dân tộc chiến đấu thực sự sống thoáng gì sao? Cổ lên đó giúp tôi xếp quần áo và lau nhà. Nhưng mà cô nói mùa đông của nước Hồng Kông nóng quá. Hôm qua lúc làm việc bên trong tập về cũng chỉ mặc áo ba lỗ và quần ngắn. Làm việc nhà xong lại ôm lấy tôi ngồi trên giường uống vodka. Hai người đang uống thì... Thì sao hả? Thì đi ngủ luôn. Anh yêu. Tôi qua trước nha, bye bye. Nếu như tôi mở lời sớm hơn ảnh, có khi nào cũng sẽ có cơ hội không ta? Chết à, mặc dầu nói rất là đúng. Chúng ta đều còn rất trẻ, cần gì phải suy nghĩ nhiều tới tương lai chứ. Có phải hay không hả chết? Tự nhiên sao lại nói chuyện của tôi chứ? Ở đây người suy nghĩ nhiều nhất chính là anh đó.
thời tiết ở Hồng Kông đúng là thất thường mà. Tháng 2 còn nóng tới vậy. Vậy sao? Ngược lại tôi lại thích thời tiết thất thường như vậy đó. À, vừa đúng lúc, lau xong rồi. Nhanh vậy sao? Hay là chúng ta cùng nhau uống rượu nha. À, được, được thôi. Cuộc sống hưởng thụ như vậy, nghĩ tới thôi cũng thấy vui rồi. Không được đâu, mình phải dự tính cho tương lai. Mình không thể theo đuổi Hùng Tâm Như đâu. Quyết định như vậy đi. Hình thì bất chấp một lần, chữ thì tiếp tục lấy lòng hai vợ chồng Đàm Thị, đi theo đuổi Bonnie. Là chữ. Là ba của Bonnie. Bác trai, bác kiếm con có chuyện gì không? Chủ nhật tuần tới có buổi tọa đàm về đạo đức. Chú đã chuẩn bị 2 tấm vé cho con và Dục Anh. Con có rảnh không? Con xin lỗi bác trai, con chợt nhớ tới con có chuyện gấp, con không đi được. Xem ra đây nhất định là chuyện vô cùng quan trọng. Vậy không còn cách nào. Con xin lỗi bác. Mặt hình thì bất chấp một lần vậy. Em là người tình trong mộng của anh. Một bài thơ rõ ràng tới như vậy, cô đọc được nhất định sẽ hiểu rõ tấm lòng của mình. Rớt, anh kiếm tôi có chuyện gì? Tâm Như, tôi có thứ này cho cô coi. Ý, thì ra thứ mà anh nghĩ giống y chang tôi à. Anh cũng muốn trung tâm dạy kèm mở một lớp dạy học sinh làm thơ cổ. Vậy làm thơ? Lời tỏ tình của mình không rõ ràng hay sao? Vậy anh kêu tôi tới chính là muốn bàn bạc với tôi về chuyện mở lớp dạy thơ cổ hả? Trước khi chúng ta nói về lớp này, hay là bàn về tôi trước đi nha. Cô cảm thấy con người tôi thế nào? Cách dạy học của anh cũng rất tốt, cũng có nhiều chỗ đáng để cho tôi học hỏi. Vậy cô cảm thấy chúng ta có không gian phát triển không? Đương nhiên có rồi, giống như là lớp thơ cổ mà anh đã đề nghị. Trời ơi, tôi không phải là nói tới vấn đề này. Đã làm phiền. Chết rồi, bài dịp khách hàng lớn của anh tới kiếm anh kìa. Đúng vậy, hình như bà có một số chuyện về con cái muốn tìm anh để giải bày đó. Ừ. Tâm Như, vậy chúng ta nói chuyện sau nha. Hình như anh không được vui, hai người đang cãi nhau hay sao hả? Không có, tụi này đang bàn về hướng phát triển của trung tâm dạy kèm thôi. Rốt đúng là quỷ quái thiệt nha. Oh my god, thì ra con đang làm phiền sốt tỏ tình với gì đó hả? Cái gì, con đang nói gì vậy? Tâm Như, cô không cần giả bộ nữa. Tiếng lòng của Rốt cũng đã viết hết lên trên bảng rồi nè. Hai người nói tiếng lòng gì vậy hả? Trời, gì à, không phải như vậy mà gì cũng không thấy chứ. Ảnh nói gì là người tình trong mộng của ảnh đó. Tiếng qua của con từ khi nào giỏi tới mức ngay cả thơ dấu đầu cũng biết đọc nữa. Mấy thanh niên đã từng đi học như tụi con đây, viết thơ để tỏ tình cũng là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng mà Rốt tỏ tình với cô như vậy, cô muốn trả lời ảnh sao đây? Trả lời gì chứ? Tôi nghĩ ý của ảnh không phải như vậy đâu, do hai người hiểu lầm thôi. Hả? Như vậy còn có thể có ý nghĩa gì nữa đây hả dì Tứ? Em là người tình trong mộng của anh. Tại sao mọi người vừa nhìn thôi đã thấy thứ y chang như nhau vậy hả? Cáo đỏ, mức độ nhạy cảm của em đối với tình yêu đúng là thấp tới mức hết chỗ nói. Ngay cái việc Rốt thích em mà cũng không biết. Có khi nào là do mọi người hiểu lầm? Bây giờ cô nhớ ra rồi. Hèn gì trước đó Rốt lúc cầm lấy canh do dì Tư nấu và uống, cặp mắt hiếp tới nỗi giống như một cọng chỉ chạy ngang vậy đó. Khuôn mặt vô cùng đáng sợ, quá ra đó giờ anh luôn yêu tầm gì đó. Thú vị vậy sao? Ê bà, hai đứa tụi con có thể cùng nhau gầy dựng với dạy kèm làm một đôi thần điêu hiệp lữ cũng được đó nha. Phải rồi. Con hiểu rất rõ, con chỉ coi Rốt là bạn bè, là đối tác trong công việc. Ngoại trừ mấy thứ đó ra không có gì hết. Ê bà, con tính trả lời như thế nào về lời tỏ tình của Rốt đây hả? Trực tiếp từ chối. Ngày mai về đó con sẽ nói trực tiếp với ảnh. Không nói nhiều với mọi người nữa, con về phòng thay đồ đi. Bé Tư à, con
Mọi người cầm chi phiếu trên tay chưa? Phát lương chưa vậy? Thật ra có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm anh đã gọi cho tôi, hối tôi tới đây kiếm rót phát lương. Anh cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta, sợ chúng ta không lãnh lương được thôi. Có ý gì đây? Trung tâm dạy kèm đóng cửa hả? Tôi cũng không biết nữa, mọi chuyện phải đợi tới sau 3 giờ mới có kết quả được. Tại sao chứ? George đã tỏ tình với dì Tư rồi, dì Tư đã quyết định rồi, lúc 3 giờ sẽ tới đây từ chối George luôn đó. Trời, vậy George rất đáng thương rồi. Đương nhiên anh đáng thương rồi, nếu như tới lúc đó anh chịu cú sốc quá lớn, không phát lương cho chúng ta càng thảm hơn. Đúng vậy, nên thằng An mới gấp gáp kêu cô tới đây nhận lương đó. Ồ, quá ra là vậy. Nè nè, cũng sắp tới 3 giờ rồi. Vậy chúng ta mau chóng rút lui đi, đợi qua giờ rồi mới quay lại. Thì ra Tâm Như hẹn mình 3 giờ hôm nay là muốn từ chối mình sao? Phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Tại sao? Lần đầu tiên tôi vượt đèn đỏ thì bị bắt ngay. Lần đầu tiên tôi bất chấp đi tỏ tình mà bị người khác từ chối sao? Cô Candy không sợ thua ngay điểm xuất phát, sẽ giúp bạn thắng trước đích đến. Có cách rồi. Rớt. Sao vậy Tâm Như? Đúng rồi, cô có hẹn họp với tôi, muốn bàn chuyện gì hả? Thật ra tôi muốn bàn tới bài thơ giấu đầu hôm qua đó. Tôi nghĩ tôi đã hiểu được bài thơ đó có hàm ý gì rồi. Nhưng mà tôi không có cảm giác với anh. Tôi xin lỗi. Không phải cô nghĩ là tôi có ý gì với cô chứ? Bộ ý của bài thơ đó không phải là em là người tình trong mộng của anh sao? Hả? Phải. Nhưng mà bài thơ đó tôi không có viết cho cô xem mà. Tôi viết nó cho một người khác đó. Viết cho một người khác? Đúng vậy. Người này là do cô giới thiệu cho tôi biết đó. Tuy rằng tôi biết người đó không được bao lâu, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy người đó đều có một cảm giác vô cùng ấm áp. Cho nên là tôi đã viết một bài thơ cho người đó. Nhưng mà trước khi tặng cho người đó, tôi có cuộc họp với cô mà. Có tin hay không thì tùy gì. Rõ rồi rồi. Có phụ huynh kiếm ảnh nói chuyện. Anh kiếm ảnh hả? Anh đã hẹn tôi dạy kèm một một đó. Xin lỗi anh nha. Quá ra là tôi tự suy nghĩ nhiều. Nhưng mà không ngờ là người anh thích là anh Hiếu nha. Đúng rồi. Cái gì? Gì chứ, không phải sao? Nè, Chu Lăng Lăng và bé An đều không phải do tôi giới thiệu cho anh biết. Candy tuy là do tôi giới thiệu cho anh biết, nhưng mà tối qua cổ vẫn còn ở Đài Loan. Chiều ngày hôm nay mới bay về. Trước khi lên lớp dạy cần tới bảng trắng, cho nên bài thơ không phải viết cho cổ. Và hôm qua lúc anh Hiếu tới nói anh có hẹn với ảnh, không phải là anh Hiếu sao? Ôi trời ơi, cái móc của mình sao lại có một lỗ hổng to như vậy? Không ngờ rằng sau khi giải quyết một vấn đề rồi lại xuất hiện một vấn đề khác nữa. Phải làm sao đi? Thật ra tôi nên sớm đoán ra được người anh thích là anh Hiếu. Tâm Như. Thật ra lần đó tôi cũng đã cảm giác được khung cảnh của hai người có một chút mập mờ rồi. Cô cũng nói như vậy rồi, tôi còn cách nói khác sao? Đúng vậy, Tâm Như, mọi chuyện đều bị cô nhìn thấu rồi. Anh đúng là rất dũng cảm đó. Không phải ai cũng có được phần dũng khí này đâu. Cho nên bất luận kết quả tỏ tình của anh thế nào cũng được, tôi nhất định sẽ ủng hộ anh. Cảm ơn. Còn 15 phút nữa, vẫn còn kịp mà. Chị Tử Hiếu. Chuyện gì vậy? Đi theo tôi, có chuyện cần nói với anh. Nè 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 nè. Uống miếng nước trước đi. Quá ra còn nhớ sao? Có người nhớ ra hẹn dậy kèm tôi, nhưng mà lỡ hẹn nên mua ly nước để chuộc lỗi với tôi. Chuộc lỗi? Cũng tại tôi không tốt, tôi có việc gấp mà. Nhưng mà như vậy nè, gần đây tôi gặp phải một vấn đề lớn. Nếu như mà anh có thể giúp tôi giải đáp được, tôi có thể mời anh bao nhiêu ly nước cam cũng được hết. Chuyện gì hả? Nói đi. Tôi muốn anh làm đối tác của tôi. Đối tác? Lại giống như Tâm Như hả? Không được đâu, tôi không có tiền. Đối tác mà tôi nói tới là loại yêu nhau đó. Không phải anh thích Tâm Như sao? Phải. Hôm qua tôi còn tỏ tình với cổ nữa. Không phải nói không theo đuổi cổ sao? Nghe tôi nói hết trước đi. Nhưng mà để tôi biết được rằng cổ định từ chối tôi đó. Ôi trời, sao tôi có thể chấp nhận được chứ? Tôi lập tức nói với cổ, người mà tôi thích là một người khác đó. Ai ngờ cổ vừa đoán thôi, liền nói người đó chính là anh. Qua đây. Anh muốn tôi chấp nhận anh sao?
chỉ giả bộ thôi. Giả? Giả cái đầu của anh đó. Anh đừng có hòng nghĩ vậy nha. Gì vậy? Rốt cuộc chị và Sốt nói với nhau chuyện gì vậy? Vì nó cũng biết đi mà. Hiểu lầm hết rồi. Người anh thích là người khác đó. Vậy là ai hả? Anh muốn biết thì đi hỏi ảnh đi. Thực sự không thể nào sao? Không thể nào. Trời, anh đừng có đụng vô tôi. Tôi nói cho anh biết nha, quan hệ giữa tôi và anh đơn giản là quan hệ giữa thầy dạy kèm và học sinh thôi. Còn nữa nha, tôi là trai thẳng đó. Nè khoan đã, tôi không hiểu lầm chứ. Lúc nãy có phải Hiếu từ chối Rốt rồi không? Vậy tức là người mà Rốt thích là Trì Tử Hiếu. Oh my ôi Chúa ơi. Đừng có la nữa mà. Bây giờ Rốt nhất định rất đau lòng vì qua đó với ảnh trước đây. Rốt Tâm Như, lúc nãy tôi đã nhìn thấy hết rồi. Anh ngồi xuống trước đi. Thực ra tôi nghĩ Hiếu trước giờ chưa nghĩ tới việc anh sẽ thích ảnh đâu, cho nên mới có phản ứng mạnh như vậy. Anh đừng có để trong lòng nha. Tâm Như nắm lấy tay mình kìa. Anh phải nhớ là tôi là đối tác tốt của anh mà. Có chuyện gì anh có thể kiếm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ ủng hộ anh. Cảm ơn cô. Ngay lúc này đây, tôi có thể mượn bờ vai của cô dựa một chút được không? Chỉ có vậy thôi à? Đương nhiên được rồi. Rốt, ngoại trừ việc lau nhà ra, còn việc gì có thể giúp anh không? Tạm thời hết việc rồi. Tâm Như à, thật sự rất cảm ơn cô đã tới đây giúp tôi. Anh nói bây giờ anh rất là buồn bã, không muốn làm gì hết. Tôi lại là bạn của anh, sao có thể không giúp anh được chứ? Tuy rằng không thể hẹn hò với Tâm Như, nhưng mà không ngờ rằng tính tới tính lui, giấc mơ đẹp của mình có thể thành hiện thực rồi. Tâm Như à, đột nhiên tôi cảm thấy ở đây lạnh quá. Cô có thể giúp tôi mở lò sưởi không? Sao vậy chứ, bây giờ rất là ấm mà, đâu có sao đâu. Không có bị sốt, nhiệt độ không khác mấy so với tôi. Nhưng anh cảm thấy lạnh thì tôi giúp anh mở lò sưởi nha. Nhưng mà cô đang mặc áo len mà, cô có cảm thấy nóng không? Hay là cô cởi ra bớt đi. Cởi nó ra. Nhưng mà tôi chỉ mặc áo ba lỗ bên trong áo len thôi à. Hiểu mà. Dù gì tôi cũng là con trai. Tuy là tôi thích con trai, nhưng mà cũng không có nghĩa là cô sẽ coi tôi là chị em. Vậy cũng đúng. Tôi nên coi anh như là chị em mà, đâu có gì ngại chứ. Ba, có về nhà ăn cơm không hả? Bây giờ con đã ở bên cạnh một người chị em đang bị thất tình. Tâm Như, cô cứ mặc kệ tôi đi. Tuy rằng tôi thất tình, rất đau lòng, tim tôi cứ nhói đau mãi thôi, nhưng mà không có nghĩa là tôi làm phiền cô đi ăn cơm. Tôi nghĩ tôi chắc sẽ không làm chuyện khờ dại đâu. Anh đừng nha, anh đợi một chút đi. Ba, tối nay con không về nhà ăn cơm đâu, nói chuyện sau nha. Rớt, anh đừng suy nghĩ lung tung nha. Cùng lắm hôm nay tôi hứa với anh, tôi ở đây nói chuyện với anh nha, được không hả? Được đó. Cảm ơn cô nha Tâm Như. Cô đối với tôi thiệt là tốt. Rớt, anh không sao chứ? Xin lỗi nha, để cô nhìn thấy tôi như vậy. Chúng ta là đối tác mà, anh không vui cũng không cần phải che giấu trước mặt tôi đâu. Vậy tối nay cô có thể lên phòng tôi nói chuyện với tôi không hả? Lúc nãy tôi phải tỏ ra như không có gì mới đứng lớp dạy Hiếu đó. Khó chịu quá đi à. Anh đừng đau lòng quá, lát nữa chúng ta về văn phòng nói tiếp nha. Cảm ơn cô chịu nghe tôi tâm sự. Hiếu à. Ừ. Tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Tôi xin lỗi anh. Tôi nghĩ sau này anh đừng nên tới đây học nữa. Tôi sẽ trả lại hết phần học phí cho anh. Tại sao vậy? Anh hiểu mà. Anh nhìn thấy được Rốt thật sự rất thích anh. Hả? Tôi hiểu, anh có quyền từ chối ảnh. Nhưng mà hễ ảnh nhìn thấy anh thì rất đau lòng. Tôi nghĩ anh không xuất hiện ở trung tâm dạy kèm sẽ tốt cho ảnh hơn. Không phải, không phải. Tôi đã tiến bộ rất nhiều rồi, mọi người cũng thấy đúng không? Tôi sắp thi DSE rồi, chỉ có hai người mới có thể giúp tôi thôi. Tôi biết như vậy là không công bằng với anh. Nhưng mà mấy hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy Rốt đau buồn biết bao. Tôi lại không nghĩ ra cách gì có thể giúp được cho ảnh. Tôi xin lỗi nha Hiếu à. Tôi sẽ cố gắng giúp anh kiếm một trung tâm dạy kèm khác.
bởi vì rốt nên mình không thể tiếp tục học ở đây nữa. Tôi thật sự rất là buồn đó Tâm Như. Thật ra anh thật sự rất thích Hiếu đó nha. Đúng vậy, tôi thật sự rất thích ảnh. Tôi muốn khóc, nhưng mà tôi... Anh khóc đi, anh khóc rồi sẽ thoải mái hơn một chút. Tôi có thể ôm cô một chút được không? Dĩ nhiên được, tới đây, ôm đi, ôm đi. Tôi cho anh chút ấm áp nha, ôm đi. Anh làm gì vậy hả? Tôi chỉ muốn ở đây học thêm thôi mà. Anh kêu tôi giúp anh đóng kịch, bây giờ tôi đang giúp anh nè. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta là người yêu nhau. Hiếu à, cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận rớt hả? Ừ, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi cũng hiểu được ý của mình rồi. Chúng ta ở bên nhau nha. Anh đừng có miễn cưỡng bản thân mà. Tôi không cần tình yêu bố thí không đâu. Không phải là bố thí, là thật lòng. Chúc mừng hai người nha. Vậy thì sau này rớt không cần phải buồn bã nữa rồi. Chị Tư Hiếu, hóa ra anh là... Phải. Tình yêu không phân biệt chủng tộc, màu da và giới tính đâu. Vậy tức là bây giờ hai người chính thức yêu nhau rồi hả? Đúng vậy. Tôi chứng kiến được tình yêu đích thân rất là cảm động. Được rồi, không sao đâu. Không sao đâu. Thank you.